Kính chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Quân khu 5 dân hoa dân hương tại tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam. Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam đồng loạt ra quân làm công tác dân vận đợt 1 năm 2024. Phần cuối chương trình là phóng sự, chính trị viên tâm huyết với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, chiều ngày 22 tháng 7, đoàn công tác quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn đã đến dân hương, đặt vòng hoa tại tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, thăm nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Thứ và tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam. Tham gia cùng đoàn công tác có Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam. Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng và đoàn công tác đã thành kính dâng hương tri ân sự cống hiến hy sinh cao cả của các mẹ Việt Nam Anh Hùng, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Lực lượng vũ trang quân khu 5 hôm nay nguyện tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng quân đội ngày càng tinh gọn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến thăm và dâng hương tưởng niệm tại nhà mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Thứ, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến của mẹ Thứ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại đây, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu đã ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Trị, năm nay đã 102 tuổi, là con gái của mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Thứ. Dịp này, đoàn công tác Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã đến thăm, động viên, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam. Sau khi ân cần hỏi thăm sức khỏe các thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc, phụng dưỡng tại đây, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng quà đến tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm với số tiền 6 triệu đồng và 47 người có công đang được phụng dưỡng tại đây, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Bên cạnh đó, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu đã chuyển quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng tập thể Trung tâm nuôi dưỡng người có công cách mạng tỉnh Quảng Nam trị giá 10 triệu đồng và 47 người có công mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị công bố ra quyết định về công tác cán bộ. Thượng tá Hồ Huy Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì buổi ra quyết định. Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 về việc trao quyết định nâng lương cán bộ cao cấp, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thượng tá Hồ Huy Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao quyết định nâng lương đại tá lần 2 cho 2 đồng chí, trao quyết định nâng lương thượng tá lần 2 cho 1 đồng chí và thượng tá lần 1 cho 6 đồng chí. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Hồ Huy Hùng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định đợt này, đồng thời nhấn mạnh đây là sự ghi nhận của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đối với những đóng góp của các đồng chí cán bộ cao cấp trong quá trình xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Mong muốn các đồng chí phát huy vai trò trách nhiệm, bằng kinh nghiệm, trí tuệ tiếp tục góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Sáng ngày 20 tháng 7, tiểu đoàn nữ 232 Cục Hậu cần Quân khu 5 tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 56 năm ngày thành lập tiểu đoàn, ngày 8 tháng 3 năm 1968, 8 tháng 3 năm 2024. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Thượng tá Hồ Huy Hùng, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Buổi lễ cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của tiểu đoàn nữ 232 trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược do yêu cầu nhiệm vụ, Cục Hậu cần Quân khu 5 chủ trương mở thêm nhiều tuyến hành lang vận chuyển từ Bắc vào Nam, từ căn cứ xuống đồng bằng để đảm bảo phục vụ vũ khí, lương thực cho bộ đội. Ngày 8 tháng 3 năm 1968, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Cục Hậu cần Quân khu 5 quyết định thành lập tiểu đoàn nữ 232.
sau này được gọi bằng tên thân thương là Tiểu đoàn Bà Thao. Tổng số cán bộ chiến sĩ là 322 chị em, do đồng chí Phạm Thị Thao làm tiểu đoàn trưởng. Suốt những năm tháng sống chiến đấu bên nhau, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn đã đoàn kết một lòng, đồng cam cộng khổ vượt qua gian nan thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 1968 đến năm 1972, tiểu đoàn đã gùi cõng gần 6.000 tấn hàng đi qua hàng ngàn km. Nhiều năm liền được chọn là đơn vị điển hình, được Cục Hậu Cần tặng danh hiệu kiện tướng hành lang, gương mẫu, đảm đang, chân đồng vai sắt, và được Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tặng huân chương chiến công hạng 3. Nhiều chị em trong đơn vị được tặng huân chương chiến công và nhiều huân huy chương các loại. Ngày 10 tháng 5 năm 2010, tiểu đoàn vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cùng với hai cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang là đồng chí Phạm Thị Thao và Nguyễn Thị Huấn. Tuần qua, đoàn công tác Ban dân vận Tỉnh ủy và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh do đồng chí Lê Thị Thủy, Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên và tặng quà các lực lượng đang thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh năm 2024. Cùng đi với đoàn có Đại tá Nguyễn Văn Tâm, Phó Chính ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Tại thành phố Tam Kỳ và thành phố Hội An, sau khi nghe đại diện Ban dân quân sự các đơn vị báo cáo tình hình công tác dân vận trên địa bàn, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Thị Thủy, Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, biểu dương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân của các lực lượng, quân đội, công an, biên phòng, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên của hai địa phương trong tham gia làm công tác dân vận đợt này. Đồng chí Lê Thị Thủy đề nghị các lực lượng tiếp tục nỗ lực, cố gắng, tích cực lao động, giúp các địa phương cũng như bà con nhân dân bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân. Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, động viên các lực lượng tham gia công tác dân vận của thành phố Tam Kỳ và thành phố Hội An. Được biết, thời gian qua, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh đã đồng loạt ra quân làm công tác dân vận đợt 1 năm 2024 thông qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa như tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến bà con nhân dân, làm đường giao thông nông thôn, nạo vét canh mương nội đồng, dọn dẹp vệ sinh môi trường, thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, khám tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí, xây dựng và bàn giao nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vân vân. Qua đó, góp phần giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng củng cố thế trận lòng dân, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh, tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Chương trình được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh vừa tổ chức bế mạc hội thi trợ lý thủ kho quân khí giỏi lực lượng vũ trang tỉnh năm 2024. Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi đến dự. Hội thi diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 7, thu hút 37 thí sinh là cán bộ, nhân viên quân khí các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tham gia. Một thí sinh trải qua hai phần thi, thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm và thi thực hành điều lệ đội ngũ, thực hành chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ vũ khí, đạn dược. Nhìn chung, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, ôn luyện thuần thục, nắm chắc kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, do đó chất lượng hội thi khá cao. Kết quả, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại hội thi trợ lý thủ kho quân khí giỏi lực lượng vũ trang tỉnh năm 2024. Nhằm ghi nhận và biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong học tập và rèn luyện của các cháu là con cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong lực lượng vũ trang tỉnh. Tuần qua, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt biểu dương học sinh giỏi xuất sắc và học sinh vượt khó học giỏi năm học 2023-2024. Năm học 2023-2024 có hơn 500 cháu học sinh giỏi các cấp. Nhiều cháu đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố. Có 1 cháu đạt giải quốc gia, 24 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền, 43 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi 9 năm liền, 10 cháu đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 cháu đạt huy chương đồng câu lạc bộ văn toán tuổi thơ toàn quốc năm 2024. Đáng ghi nhận, nhiều cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã cố gắng vượt qua để phấn đấu trở thành học sinh giỏi. Bên cạnh đó, các cháu còn tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức như giúp đỡ các bạn học sinh nghèo miền núi, quyên góp sách vở, giúp bạn tham gia các buổi dã ngoại tìm hiểu về truyền thống của quê hương, vân vân. Dịp này, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã biểu dương và tặng quà cho 81 cháu là học sinh giỏi xuất sắc, học sinh vượt khó học giỏi năm học 2023-2024. Bên cạnh đó, các cháu còn được tham quan và tìm hiểu khu di tích lịch sử địa đạo Kỳ Anh tại xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ.
Thưa các đồng chí và các bạn, nỗ lực vượt khó, tận tụy trong công việc, ấm áp trong cuộc sống đời thường, đó là những gì mọi người thường nói đến khi nhắc về đồng chí Cao Văn Cường, chính trị viên Ban chuyên quân sự xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ. Không chỉ vậy, trong suốt 6 năm qua, từ năm 2018 đến năm 2024, đồng chí đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương ở cơ sở. Sinh ra và lớn lên tại Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, một vùng quê có truyền thống lịch sử anh hùng, đồng chí Cao Văn Cường luôn nung nấu quyết tâm tiếp bước truyền thống quê hương, cống hiến sức mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 1986, năm 1987, đồng chí tham gia nghĩa vụ quân sự. Đến năm 1990 thì hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Sau đó, đồng chí được phân công giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Ngọc. Với những nỗ lực trong quá trình công tác, đồng chí Cường được tín nhiệm phân công giữ các chức vụ Ủy viên Thường trực Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Ngọc. Tôi nhận thức được rằng nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Bởi vì tình hình địa phương ổn thì mới tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, nếu kinh tế phát triển thì tạo điều kiện thuận lợi cho quốc phòng được giữ vững. Chính vì vậy, trong những năm qua, với tư cách là chính trị viên, tôi đã quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân để tạo thế trận lòng dân vững chắc để tham gia bảo vệ, thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương hàng năm, đồng chí Cao Văn Cường đã chỉ đạo củng cố kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh xã nhằm giáo dục, nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm cho toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, chú trọng chỉ đạo công tác huấn luyện dân quân, đảm bảo quân số vững mạnh về chính trị, tư tưởng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, nhất là lực lượng dân quân tại chỗ và trung đội dân quân cơ động, dân quân binh chủng. Duy trì sinh hoạt lực lượng dân quân cơ động định kỳ, xây dựng mối đoàn kết thống nhất, ý chí hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau khi có sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư, thì Ban Chỉ huy quân sự cũng đã bám chắc, bám sát các nội dung, rồi phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Chỉ huy và quán triệt cho lực lượng dân quân để cùng tham gia và thực hiện tốt cái nhiệm vụ của cấp trên giao. Là Bí thư chi bộ quân sự xã Tam Ngọc đã tham mưu lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó giữ vững cái nhiệm vụ là quốc phòng an ninh ở địa bàn được giữ vững, góp phần phát triển kinh tế chính trị xã hội của địa phương, thể hiện qua các năm xã Tam Ngọc hoàn thành tốt các cái chỉ tiêu nhiệm vụ mà cấp trên giao của Bộ Chỉ huy của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tam Kỳ giao cho xã Tam Ngọc là lá cờ đầu của phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố Tam Kỳ. Với phương châm lãnh đạo phải toàn diện, chỉ huy phải cương quyết, đồng chí Cao Văn Cường đã lãnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng được cấp trên giao. Bản thân đồng chí Cường đạt giải nhất hội thi chính trị viên giỏi, giải nhì hội thi pháp luật về dân quân tự vệ, giải ba hội thi bí thư chi bộ giỏi, giải khuyến khích cấp tỉnh hội thi pháp luật về dân quân tự vệ. Với những nỗ lực và sự tận tụy, tâm huyết của bản thân, đồng chí Cao Văn Cường xứng đáng là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố Tam Kỳ. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân tuần này. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.